tay chi mà anh sẽ đẩy trước này cái này cái hai là anh ừ. chiếu clip chiếu clip chương trình thì tìm là cái này là cái uh, cái màn uh, chính, đúng không chờ đúng không Đó. Đó. cái clip của anh là gì trong đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp má anh mở bài bắt khuyên Bây giờ đang set up cái vụ team lên trên đây cái đã Lát nữa làm không kịp luôn á Anh cho dùm em, cảm, em phải tiếng, phải tiếng cái vài tiếng lên camera Cho em một tiếng kiểm tra cái lò Hai video hay thật ừ. Mình có tiếng giùm em là được audio cái gì là... Alo, alo bên em có bị yeah, có nghe không? Alo Alo, alo Alo Ok vậy là tắt rồi Answer. bây giờ test được chưa không 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 nghe bia phải là tách rồi á cái quan trọng là đường mic đừng mic tắt chưa Đừng mic tắt chưa mic chưa bây giờ có đi lên có đi đấy. cho em, em nghe alo đấy chị lên Họ em, đi cho quan trọng bên kia có nhận được cái mic ở đây không alo một hai ba một một hai ba bi không nghe không nghe đúng không bi không nghe rồi em nói mic bên đó đi alo đầu, em ơi bên bên, bên bon 2 sẽ không có chiếu clip nữa mà sẽ phát sẽ sẽ, sẽ chạy chương trình luôn nha cho nên là em fix tiếng mic luôn thôi nha không fix tiếng video nữa nha bắt đầu rồi đó đúng rồi rồi bắt đầu luôn nghe này rồi mấy chục nay đây mình giờ không lấy nữa.

nói về chẩn đoán cũng như là chẩn đoán phân biệt nám má mà thôi. Một bệnh nhân đến với chúng ta vì có tình trạng tăng sắc tố da ở vùng mặt. Như vậy thì như thế nào thì được chẩn đoán là nám má? Thì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn không có một cái tiêu chuẩn lâm sàng hoặc là mô học nào để có thể chẩn đoán xác định là nám má các phương pháp như là soi đèn bút hoặc là desmoscopy cũng chỉ giúp chúng ta hỗ trợ uh, như là xác định độ nông sâu của nám má mà thôi vì vậy chẩn đoán nám má đến thời điểm hiện tại chẩn đoán cũng chủ yếu dựa vào lâm sàng với sang thương là những giác khoảng màu nâu nhạt đến nâu đậm hoặc là nâu xám không triệu chứng ở hai bên không đều và xuất hiện ở vùng phơi bày ánh sáng chủ yếu là ở trên mặt và ở trên mặt thì vị trí thường gặp là ở vùng trung tâm mặt, tức là cái vùng màu vàng chiếm từ 50 đến 70% trường hợp, tiếp đến là vùng má mũi tức là ở má bắt ngang qua mũi và thường là chừa cái đỉnh mũi. À, tiếp theo là vùng cạnh hàm dưới. Và khi mà trong những cái trường hợp chẩn đoán lâm sàng không rõ ràng thì chúng ta có thể đi tìm cái dấu hiệu giác với Patrick hay còn gọi là giác hoa giấy. Đây là một đặc điểm lâm sàng độc đáo của nám má được mô tả là trong một cái khoảng da tăng sắc tố như vậy thì chúng ta sẽ tìm được những cái vùng da bình thường giống như là hình ảnh của hoa giấy và đây là cái vùng mà màu đỏ mà tôi khoanh trên hình và để kiểm tra tính tiện ích của dấu hiệu này thì các tác giả người ta đã tiến hành so sánh các bức ảnh chụp lâm sàng của những bệnh nhân đã được chẩn đoán là nám má và so với những cái bức hình tăng sắc tố da giống như nám má và thường gặp như là poikilodermia hoặc là đốm nâu để xác định cái tỷ lệ dương tính của cái giác Fitzpatrick thì kết quả là 89,1% bệnh nhân nám má có cái dương tính với dấu hiệu giác hoa giấy và người ta cũng tính được độ nhạy và độ đặc hiệu của dấu hiệu này lần lượt là 99 và 83%. Và khi mà đẹp Moscopy, những sang thương nám má thì nhận thấy là có những cái giác màu nâu nhạt, nâu đậm hoặc là nâu xám tùy cái mức độ tổn thương nông hay là sâu, phân bố hình mạng lưới và có cái tình trạng là giãn mau mạch ở xung quanh và đẹp mô, uh, khi mà soi đèn wood thì đối với những sang thương mà tăng hắc tố vùng thượng bì thì chúng ta thấy là hình ảnh tăng sắc tố nó sẽ sáng lên và đối với những tăng hắc tố vùng bì thì cái hình ảnh tăng sắc tố nó sẽ mờ đi đó là về lý thuyết uh, tuy nhiên những cái nghiên cứu gần đây trên những cái vùng da lân cận thì người ta đã chỉ ra rằng cái soi đèn wood nó không có tương ứng uh, về tương ứng với cái giá trị mô học của nám má và ngoài ra để có thêm nhiều yếu tố củng cố cho cái chẩn đoán xác định nám má thì chúng ta cũng cần lưu tâm đến tiền sử gia đình của bệnh nhân bởi vì người ta nhận thấy rằng 60% bệnh nhân nám má là có yếu tố gia đình, bệnh nhân có thai hay không, có sử dụng thuốc ngừa thai hay không, hoặc những cái hoạt động hàng ngày, thói quen tránh nắng của người bệnh như thế nào vì đây là những yếu tố quan trọng trong cơ chế sinh bệnh học của nám má. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa hình ảnh lâm sàng của nám má trên y văn và ở bệnh nhân thực tế. Nám má là một tình trạng rối loạn sắc tố da mắc phải thường xảy ra ở người lớn, ở, chủ yếu là ở trên vùng mặt. Do đó khi mà tiếp cận chẩn đoán phân biệt với nám má thì tôi chỉ tập trung tiếp cận những tình trạng tăng sắc tố da ở vùng mặt mà thôi. Thì có khoảng 11 bệnh liệt, tình trạng thường gặp và chín tình trạng hiếm gặp thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cái tình trạng này. Nếu như bệnh nhân chúng ta chỉ có cái một vì chỉ có giác tăng sắc tố giới hạn rõ thì chúng ta cần hướng đến chẩn đoán với phân biệt với ba bệnh thứ nhất là nevus hori sang thương là những giác tăng sắc tố hình tròn hình bầu dục hoặc là hình oval nằm rời rạc giới hạn rõ đối xứng hai bên và thường là ở hai gò má và bớt màu nâu màu nâu hoặc là màu xám và bớt hori thì không có đáp ứng với các điều trị thuốc thoa nám má nếu bệnh nhân có những cái giác tăng sắc tố màu vàng nhạt cho đến nâu sẫm, kích thước từ 1 đến 3 cm, có hình dạng và bờ giới hạn rõ thì chúng ta nghĩ tới đốm nâu thì đây là cái đặc điểm lâm sàng giúp cho chúng ta phân biệt với nám má, sang thương đốm nâu thì có bờ và hình dạng nó rõ ràng hơn. Tàn nhang là những cái sắc giác tăng sắc tố màu nâu nhạt đến nâu đậm, kích thước nó nhỏ li ti khá là đồng đều từ 1 đến 3 mm ở vùng phơi bậy ở vùng mặt và nó có khuynh hướng đậm lên vào mùa hè và nó nhạt đi vào mùa đông. Còn trong trường hợp bệnh nhân có những cái mảng tăng sắc tố da dạng mạng lưới ở mặt thì chúng ta cần hướng đến chẩn đoán phân biệt với hai bệnh. Thứ nhất là bệnh tăng sắc tố Crien, sang thương là những mảng tăng sắc tố da hình mạng lưới mà nó khởi phát rất là đột ngột nhanh, thường là ở vùng trán trước tai và ở cổ và nguyên nhân thì chưa rõ và người ta cho rằng đây là một cái tình trạng rối loạn sắc tố nó được lặp đi lặp lại nhiều lần tới cái liều ngưỡng với những cái chất dễ nhạy cảm với ánh sáng như là nước hoa, mỹ phẩm và những cái thuốc thoa là sản phẩm làm trắng da. Cái tình trạng thứ hai đó là đẹp Madersivat. Thì sang thương là những cái mảng tăng sắc tố màu nâu đỏ kèm với giãn mạch và teo da ở vùng phơi bày ánh sáng và nó chừa cái vùng cầm và bệnh nhân thường không có triệu chứng và có thể là có những triệu chứng đỏ bừng ở một số bệnh nhân và khi mà khai thác bệnh sử thì người ta thấy rằng thường là nó có cái tình trạng này có khuynh hướng di truyền xảy ra ở bệnh nhân phụ nữ mãn kinh và những người có cái dễ dị ứng với nước hoa mỹ phẩm hoặc những cái sản phẩm bôi làm trắng da và liên quan đến cái cơ chế thần kinh trong cơ chế sinh bệnh học của nám má làm cho một số những cái thương tổn nám má nó có thể đi theo đường dây thần kinh sinh ba điều đó làm cho chúng ta dễ nhầm lẫn với một số bệnh sau đây thứ nhất là nevus ota sang thương là giác hoặc là mảng hồng ban à, mảng tăng sắc tố màu xám đen hoặc là màu xám xanh đen hoặc là màu xám nhẹ giới hạn rõ thường là ở một bên mặt và có thể kèm với thay đổi cái màu sắc của móng mắt nếu bệnh nhân có những giác tăng sắc tố màu nâu nhạt hoặc nâu đậm ở vùng quanh mắt, nó bắt ngang qua mũi và dừng ở đi qua cái phần trên của góc mũi, thì chúng ta nghĩ đến một cái tình trạng tăng sắc tố quanh mắt. Còn viêm da ánh sáng thực vật thì thường sang thương đó là những cái giác tăng sắc tố màu vàng nhạt đến màu nâu sậm, hình dạng nó ngẫu nhiên, nó nó lạ, thường là xảy ra sau khi tiếp xúc với chất tiết hoặc dịch tiết của thực vật. Tăng sắc tố do thuốc được chẩn đoán chủ yếu dựa vào là tiền căn có sử dụng thuốc và bệnh cảnh lâm sàng. Hình ảnh lâm sàng của tình trạng tăng sắc tố nó ít có hình mạng lưới và bờ nó đồng đều hơn so với nám má và có thể xảy ra ở đỉnh mũi. Ờ, đây là một cái ví dụ về hình ảnh lâm sàng của tăng sắc tố do sử sau sử dụng xem thường là những cái mảng tăng sắc tố màu xanh đen có thể xảy ra ở vùng da lành hoặc là những cái vùng da mà bị viêm trước đó hồng ban đa dạng thì sang thương là những cái giác tăng sắc tố màu nâu sậm nâu đen hoặc đỏ thẫm hình tròn hình bầu dục hình oval vân vân và nó có thể kèm theo những cái tổn thương bán viêm mạc thì hồng ban đa dạng nói chung là khó mà chẩn đoán phân nhầm với lại rám má và một cái tình trạng tăng sắc tố do thuốc mà khởi phát sau ánh sáng thì ta gọi là viêm da ánh sáng một cái tình trạng khác cũng liên quan tới à, tăng sắc tố do thuốc mà chúng ta cần phải biết để chẩn đoán phân biệt với nám má đó là onronosis ngoại sinh à, đây có một cái cái bệnh cảnh này có một cái bệnh sử là bệnh nhân có tiền căn sử dụng kéo dài lâu dài những cái thuốc thoa làm trắng da tại chỗ và sau đó thì nhất là hydroquinone và sau đó thì cái tình trạng sạm da nó ngày càng không đỡ mà ngày càng tiến triển nặng lên và đây là một cái tình trạng rối loạn sắc tố da hiếm gặp và biểu hiện biểu hiện là những cái mảng tăng sắc tố màu nâu sẫm xanh đen đến màu hoặc là màu đen và nếu chúng ta không nhận ra sớm tình trạng này mà chúng ta vẫn tiếp tục cho bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng những cái thuốc thoa sản phẩm làm trắng da tại chỗ nhất là hirokinon thì nó sẽ làm cho tình trạng sạm da nó ngày càng nặng hơn trầm trọng hơn và tạo thành một cái vòng lẫn quẩn và một số thuốc khác có thể gây ra onronosis ngoại sinh như là thuốc kháng sốt rét tổng hợp những cái sản phẩm có chứa Resorcinol, phenol acid pyrid và chẩn đoán on, cái tình trạng mà kích thích da mạnh liên tục hoặc là trà sát mạnh nó cũng là được cho là một trong những cái nguyên nhân gây ra onronosis ngoại sinh và chẩn đoán phân biệt giữa onronosis ngoại sinh với lại nám má chủ yếu là dựa vào bệnh sợ hình ảnh lâm sàng và tiền căn có sử dụng những cái thuốc có khả năng gây ra tình trạng onronosis ngoại sinh tăng sắc tố da sau viêm thì sang thương là những cái giác tăng sắc tố màu nâu nhạt cho đến nâu sẫm nếu là cái tăng phản ứng melanin thượng bì màu nâu sẫm cho đến màu xám nếu mà là tăng phản ứng melanin bì và nó thường là không có triệu chứng thường xảy ra ở cái sau khi một cái da tình trạng da viêm hoặc một cái chấn thương trước đó thì điều trị tăng sắc tố da sau viêm cũng tương tự như là điều trị nám má tuy nhiên chúng ta cần lưu ý tình trạng này khi mà sử dụng những cái thiết bị năng lượng để điều trị bệnh nhân nhất là những bệnh nhân mà có cái cơ bệnh nhân da màu thì nó làm dễ làm tăng cái nguy cơ làm tăng cái tác dụng phụ của tình trạng tăng sắc tố da sau viêm nếu như bệnh nhân có một cái tình trạng tăng sắc tố màu xám đen, da dày, ở đối xứng ở hai bên má và có một cái hình ảnh là tăng sắc tố mà lõm ở vùng gò má thì đây là dấu hiệu lâm sàng gợi ý rất là thú vị của cái đám gai đen ở mặt. Bệnh cảnh này thì thường đi đi kèm với tiểu đường, béo phì, rồi do thuốc hoặc là bệnh lý ác tính và có ba cái bệnh cảnh lâm sàng cũng khá là hiếm gặp tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết để mà đưa vào phân biệt với nám má à, thứ nhất là lichen phẳng ánh sáng đây là một cái biến thể hiếm gặp của lichen phẳng à, Sang thương là những cái mảng thường là khởi phát trước tiên ở trán ở trước tai và ở cổ và ở mặt thì biểu hiện rất là giống nám má lichen phẳng sắc tố sang thương là những giác Uh, hình tròn, hình bầu dục, hình oval, màu nâu đậm, nâu sẫm, đen, lan tỏa và thường không có triệu chứng ở vùng phơi bày ánh sáng và chẩn đoán hai cái thể này thì thường là dựa vào sinh thiết và củng cố cho chúng ta gợi ý chẩn đoán nếu chúng ta tìm thấy bệnh nhân có thêm những cái triệu chứng lichen uh, khác ngoài ở những vị trí bất kỳ nào khác của cơ thể và trong thời gian gần đây thì đã có nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng là lichen phản sắc tố nó đường đi kèm với cái rụng tóc vùng trán vì vậy mà nếu chúng ta nghi ngờ thì mình nên khám kỹ cả da và, và tóc và một cái bệnh cảnh lâm sàng khác đó là bệnh da sám cho cũng cần phải được chuẩn đoán phân biệt với nám má. Đây là một cái tình đúng như cái tên gọi tức là những cái khoảng tăng sắc tố, những cái giác, những cái mảng tăng sắc tố màu xám cho đến màu xanh nâu. Nhưng bệnh này thì thường là nó ở vị trí vùng không phơi bày ánh sáng. Tuy nhiên nó xảy ra ở trên mặt thì cần phải được chẩn đoán phân biệt với nám má. Và ở giai đoạn viêm chúng ta có thể nhìn thấy hồng ban. Bệnh nhân thường là không có triệu chứng, một số thì có triệu chứng ngứa ít và có thể kèm theo những cái phát ban đa dạng là giác tăng hoặc giảm sắc tố đồng thời và có bốn cái bệnh cảnh khác hiếm gặp hơn. À, đến nay thì người ta chỉ ghi nhận là báo cáo ca mà chúng ta cũng phải biết để mà chúng ta không có sót những chứng đoán phân biệt. Đó là cái bệnh hồng ban sắc tố nang lông. Thì sang thường đến hiện nay thì ghi văn ghi nhận được 11 ca xảy à, ra thường là ở trẻ em với cái tam chứng cổ điển là hồng ban tăng sắc tố và những cái sẩn ở nang lông thứ hai là cái sốt chikungunya thì sốt chikungunya là một cái tình trạng sốt đau khớp và có tổn thương hệ thống cũng giống như là sốt xuất huyết mà tiên lượng nó nhẹ hơn thì sau một tuần sốt thì bệnh nhân xuất hiện những cái mảng tăng sắc tố ở vùng mũi Đây là dấu hiệu chiêu dấu hiệu đặc trưng của cái sốt chikungunya ngoài ra bệnh nhân có thể xảy ra tình trạng tăng sắc tố ở vùng quanh mắt lòng bàn tay ở chi ở bụng và một cái tình trạng nữa đó là cái giác phát tăng sắc tố dạng giác vô căn thì cái tình trạng này thường xảy ra ở tuổi trước 20 thường ở vùng trên phần trên của cơ thể và không có triệu chứng không có hồng ban trước đó và nếu mà xảy ra ở mặt thì chúng ta rất là giống với nám má cần phải phân biệt với nám má và bệnh này thường nó sẽ tự thoái nuôi sau vài tháng đến vài năm và một cái bệnh cảnh lâm sàng khác uh, sang thương bệnh nhân nếu bệnh nhân có những cái giác sắc tố màu nâu sẫm hoặc màu đen bờ giới hạn rõ và bờ nó cũng khá là đồng đều không có đồng đều Uh, và nếu chúng ta khám kỹ thì có cái tình trạng tăng sắc tố ở niêm mạc, ở bàn tay, có những cái bất thường về tuyến giáp như là cường cường giáp hoặc là những cái bất thường xét nghiệm bất thường về nội tiết như ACTH tăng thì chúng ta nghĩ đến cái bệnh cảnh Addison. Và chúng ta cùng nhìn lại một kết quả cái năm ca lâm sàng vừa rồi xem các bác sĩ gia liệu chẩn đoán như thế nào nhé. Ở đây là kết quả là bệnh nhân được chẩn đoán là nevers hori Hình thứ hai là tàn nhang thứ ba là nevus opta Thứ tư là một cái tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Và đây là những à, hai hình ảnh còn lại là bệnh nhân đã được chẩn đoán là nám má. Như vậy tóm lại, nám má cho đến thời điểm hiện tại chẩn đoán chủ yếu vẫn dựa vào lâm sàng. Thứ hai, bởi vì có rất là nhiều những hình ảnh tăng sắc tố da ở vùng mặt rất giống nám má, cho nên cái việc chẩn đoán phân biệt với nám má là quan trọng. Vì sao? Bởi vì tiên lượng và điều trị nó sẽ khác nhau trong từng tình trạng thứ ba và cuối cùng là để chẩn đoán được chính xác nám má thì chúng ta cần phải thăm xa, khám lâm sàng kỹ lưỡng khai thác bệnh sử và tiền sử một cách chi tiết và rõ ràng ở phần trình bày của tôi đến đây là hết xin được chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp quý đồng nghiệp thân mến thì tôi vừa trình bày xong phần chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt với nám má thì tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị cho bệnh nhân nám má thì với sự tiến bộ của y học ngày nay đặc biệt là sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các thiết bị về năng lượng đã giúp cho các bác sĩ lâm sàng da liễu có thêm những cái vũ khí những cái chọn lựa để điều trị cho bệnh nhân nám má được hiệu quả hơn và trong thời gian gần đây thì thiết bị mà laser pico với phát rất là cực ngắn đã đang được nói và nhắc đến rất nhiều và cũng như có những cái nghiên cứu rất nhiều và những ứng dụng trong cái lĩnh vực về da trong đó có tình trạng tăng sắc tố và cụ thể là nám má như vậy thì rằng liệu bico dây có hiệu quả trong điều trị nám má hay không hay là không có hiệu quả trong điều trị nám má thì chúng ta sẽ đến với phần tranh luận rất là sôi nổi và quyết liệt giữa hai cái quan niệm một, một là ủng hộ việc laser pico dây là có hiệu quả trong điều, việc điều trị tăng sắc tố và một cái quan điểm thứ hai là một số một nhóm các bác sĩ các chuyên gia họ không đồng tình cho rằng laser pico dây không có hiệu quả trong điều trị nám má và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với trường phái đầu tiên đại diện là bác sĩ chuyên khoa chuyên khoa à, bác sĩ lê thảo hiền ở khoa thẩm mỹ da sẽ trình bày những quan điểm những cái bằng chứng những chứng cứ để chứng minh rằng Laser, laser, Bico dây có hiệu quả trong điều trị nám má và xin được mời phần trình bày của bác sĩ Thảo Hiền. Alo, à, xin cảm ơn phần báo cáo à, à, vừa rồi của bác sĩ Thúy. À, đây cũng là cái chất liệu để cho tôi uh, chia sẻ cho các anh chị uh, về một cái uh, phương pháp điều trị chắc có lẽ là cách đây chừng khoảng bốn uh, năm năm trước dịch thì nó giống như là một cái uh, quả cầu mà rơi xuống trái đất trên cái bầu trời mà da liễu điều trị nám má đó chính là laser dây thì uh, đây là bắt đầu đến cái phiên tranh luận thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng pico dây hiệu quả thực sự trong điều trị rám má hay không? Thì cái phần này sẽ được tôi và bác sĩ Huy sẽ có cái phần tranh luận về việc là ủng hộ quan điểm laser có hiệu quả qua bài trình bày của tôi. Và phần trình bày của bác sĩ Huy là laser không có hiệu quả mấy trong cái điều trị rám má. Thì hy vọng rằng là sau bài trình bày của tôi thì... Um, tôi sẽ kéo được một phần về phía mình <laughs> rồi thì uh, mình sẽ đưa vào trọng tâm của cái bài báo cáo luôn tại cái này của mình là dạng cầm bát với nhau thì bốn cái luận điểm để tôi ủng hộ cho việc là laser bico có hiệu quả trong điều trị rắm má thứ nhất là về cái sự thay đổi trong cái cơ chế điều trị rắm má quan điểm luận điểm thứ hai đó chính là vai trò của laser bico dây trong điều trị rắm má bốn luận điểm và đến luận điểm thứ ba đó chính là bằng chứng những cái minh chứng khoa học về hiệu quả thực sự của laser dây và cuối cùng là cái tính an toàn. Thì tôi dựa vào bốn cái quan điểm này để mà ủng hộ việc sử dụng laser dây trong điều trị rắm má. Thì trước khi mà mình muốn nói về cái hiệu quả của laser dây trong điều trị rắm má thì chắc chắn mình phải biết được cái cơ chế vì tất cả các bệnh lý hoặc là vấn đề thẩm mỹ chúng ta phải nắm cơ chế thì chúng ta mới biết được cái cái điều trị của mình có nhắm trúng đích và có hiệu quả thực sự hay không thì đây là cái luận điểm đầu tiên của tôi. Thì qua cái phần trình bày uh, trên cái phiên mà toàn thể thì chúng ta đã thấy được một số những cái yếu tố thì tôi xin nói ngắn gọn ở đây. Đó chính là việc điều trị rám má cũng như cái cơ chế rám má nó không còn như xưa nữa nó không còn chỉ tập trung vào cái tế bào hắc tố bào melanocyte của mình nữa. Thì các anh chị nhìn hình ở đây, mình thấy xuất hiện những cái tế bào như là qua những cái bài chia sẻ trong cái phiên mà toàn thể nó có nguyên bào sợi, có những tế bào nội mô, tế bào tiết bã và có những cái tia ánh sáng, không phải chỉ có tia cực tím UV, UVB mà còn có ánh sáng nhìn thấy nữa. Như vậy, thực sự cái việc mà rối loạn tế bào hắc tố đóng vai trò quan trọng trong cái cơ chế rám má thì bên cạnh đó những cái tế bào còn lại nó đóng vai trò gì? Thứ nhất là về cái sự thoái hóa của sợi elastin do ánh nắng. Thì chúng ta thấy rằng là cách đây khoảng tầm tôi nhớ không lầm là khoảng 2-3 năm thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào cũng đã chia sẻ trong cái cập nhật về điều trị rám má về cái sự thoái hóa cái sợi elastin do ánh nắng này nó có sự hiện tượng là giảm đi và cũng như là tăng cái thoái hóa cái sợi elastin của mình. Cái thứ hai đó chính là sự gia tăng của tế bào masto bào thì chúng ta biết rằng là masto bào nó đóng vai trò rất nhiều trong cái cơ chế những cái bệnh lý về miễn dịch. Thì chúng ta thấy rằng là cơ chế của đám má của chúng ta không còn đơn thuần chỉ là melanin nữa mà nó còn liên quan đến cytokine hoặc là những cái yếu tố uh, hóa chất trung gian khác. Cái thứ ba đó chính là cái sự tăng sinh mạch máu qua cái sự biểu hiện của cái tế bào nội mô mạch máu đặc biệt là cái chất endothelin 1 thì nó sẽ có cái cơ chế là nó sẽ tăng hoạt hóa tế bào tế bào hắc tố hay là còn gọi là melanocyte của mình và cái thứ tư là tổn thương màng đáy thì điều này là các anh chị cũng đã được nghe rất là nhiều chúng ta biết rằng là cái lớp thượng bì của chúng ta thì cái lớp màng đáy là nơi mà có những cái tế bào hắc tố để mà sinh sản ra những cái melanin hắc tố bào của mình thì nếu như sự tổn thương màng đẩy đó nó xảy ra Thì hậu quả sẽ như thế nào? Hậu quả sẽ khiến cho melanin nó phát tán đi Trên lớp thường bì cũng như lớp bì Thì tất cả bốn cái sự thay đổi trong cái uh, Một bệnh nhân có bị rám má Đó chính là cái sự lão hóa da do ánh nắng Thì do đó là trong cái cơ chế điều trị của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là không chỉ tác động vào những cái tế bào, hắc tố bào mà chúng ta còn tác động vào cái sự lão hóa do da, ánh da nắng này. thì đây là một cái sơ đồ mà chúng ta thấy rõ ràng nhất. chúng ta trước đây chúng ta chỉ thấy được những cái bề ngoài thôi. chúng ta chỉ thấy được là những cái yếu tố về gen, những yếu tố về UV, những yếu tố về hormone, nhưng mà chúng ta không thấy được cái vòng bên trong. cái vòng bên trong thì càng ngày càng được khám phá rất là nhiều và chúng ta thấy rằng là những cái cơ chế dựa vào những cơ chế mới này mà chúng ta ra được những cái thiết bị cũng như là những cái hoạt chất để mà đánh vào cơ chế thì chúng ta thấy rằng là rắm má được tấn công rất là nhiều nơi nhiều vị trí và nhiều tế bào do đó khi mà mình điều trị mình sẽ biết rằng là không có bất cứ phương pháp nào gọi là độc nhất vô nhị hết cả Đây là một cái hình ảnh tôi nhắc lại để nhấn mạnh cái vai trò của cái ánh sáng nhìn thấy. Thì chúng ta thấy rằng là cái thời đại của những cái kem chống nắng bắt đầu chống được những ánh sáng nhìn thấy thì đều có lý do cả. Thì người ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu là cái việc mà phơi nhiễm với những cái ánh sáng không chỉ có tia cực tím mà tia ánh sáng nhìn thấy á. Nếu mà phơi nhiễm cấp tính thì nó sẽ khiến cho rám má trở thành nặng hơn và có thể tái phát. Ví dụ một bệnh nhân người ta đang điều trị ổn định, người ta đi đi biển về thì chúng ta sẽ thấy bùng lên chúng ta cứ nghĩ là có thể là rắm nắng là do tăng sắc tố sâu viêm do viêm da tiếp xúc ánh sáng nhưng mà đôi khi nó là một cái nó che đậy cái rám má sâu ở bên dưới của bệnh nhân cái thứ hai là cái việc mà tiếp xúc mạng tính với là những cái tia cực tím đặc biệt là uva và ánh sáng nhìn thấy thì hai cái hai cái loại ánh sáng này với những cái bước sóng nó có thể xâm nhập vào sâu hơn trong da nghĩa là nó không chỉ có khu trú ở thượng bì mà nó có thể xuống được lớp bì của mình khiến cho chúng ta thấy ra cái sự tổn thương màn đáy cũng như là rám má bì nó sẽ xuất hiện như vậy chúng ta nắm được cái cơ chế rồi thì đến cái việc mà điều trị điều trị thì tôi xin nhắc lại thì nếu như mà ai chưa học về uh, laser và ánh sáng á đôi khi chúng ta sẽ hơi bỡ ngỡ về cái điều trị của mình vì cái phiên toàn thể thì chúng ta thấy là cập nhật rất là nhiều phương pháp mới nhưng mà đôi khi những cái mới đó là những cái bổ sung nhưng những cái mà nó nền tảng thì chúng ta cần phải nắm. Thì đây tôi xin nhắc lại một cái cơ chế mà điều trị rám má cổ điển chúng ta sẽ đánh vào những cái vấn đề tập trung nhiều vào melanin và melanocyte. Nghĩa là chúng ta có thể loại bỏ nó đi. Chúng ta có thể làm cho tập trung vào những cái sắc tố chọn lọc bằng những cái phương pháp. Ví dụ như là thuốc bồi, chúng ta có thể là ức chế cái phản ứng viêm vào làm bông nó đi. Hoặc là những cái thiết bị về laser và ánh sáng... để tập trung vào cái hắc tố bào... cũng như là cái uh, melanin của mình. Từ cái cơ chế cụ điển đó... thì nó mới dẫn đến là... cái phát đồ điều trị của chúng ta. Nếu như trước đây... khi mà nói first line là không ai từ chối... cái việc xuất hiện của hyroquinone cả. Luôn luôn là gold standard, đúng không ạ? À? Nhưng mà các anh chị thấy là gần đây là... cái hyroquinone... nó vẫn có vai trò của nó nhưng mà không phải chỉ có một mình nó nữa nó có thể nằm trong những cái hợp chất triple cream của mình hoặc là nó phải kết hợp với những cái phương pháp khác second line nghĩa là cái lựa chọn thứ hai thì mới đến cái gì tái tạo da bằng hóa chất bước thứ ba thì đến những cái laser vi điểm không xâm lấn và cái cuối cùng mới đến gần gần với cái phiên báo cáo của tôi ngày hôm nay đó chính là những cái laser mà chọn lọc sắc tố như vậy chúng ta thấy rằng là nếu như cổ điển thì chắc là không có cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cập nhật chúng ta thấy rằng cái phát độ này là vào năm 2017. Như vậy hôm nay là 2023 thì nó đã thay đổi như thế nào? Thì đây, đây chính là cái việc mà dẫn đến thay đổi khi mà đã có xuất hiện những cái thiết bị, những cái phương thức điều trị mà người ta đã bắt đầu có những cái nghiên cứu trên lâm sàng. Thì đây là cái mức độ chứng cứ của các cái phương pháp của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái laser PICO nó nằm ở đâu à? Nó nằm ở phần cuối á, là mức độ chứng cứ là C. Thì đến hiện tại bây giờ, á đối với cái bài báo này là vào năm 2022. Thì uh, theo cái uh, về vấn đề mà tìm tài liệu của tôi, á, thì vào năm 2023 có những cái nghiên cứu về uh, meta-analysis, phân tích gợp rất là có giá trị. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị. Còn cái mức độ chứng cứ này tôi lấy trong một bài báo chỉ có năm 2022 chứng tỏ là mình thấy rằng chỉ sau một năm mà một cái phương pháp nó có thể đưa ra được những cái nghiên cứu rất có giá trị chứ không phải chỉ có RCT đơn lẻ đơn thuần. Như vậy, chúng ta thấy rằng là chúng ta đã biết được cái cơ chế điều trị cổ điển rồi như vậy hiện nay chúng ta điều trị như thế nào? Vai trò của laser Pico như thế nào? Thì đây là thống kê tương đối là đầy đủ các cái phương pháp mà điều trị rắm má. Như vậy cái phương thức của chúng ta điều trị sẽ như thế nào? Khi mà chúng ta đã biết được cơ chế của nó có rất là nhiều yếu tố tác động Như vậy để mà điều trị nó chúng ta phải tác động nhiều hướng Nếu như phương pháp điều trị trước đây chúng ta sẽ đi theo thứ tự Như là các phát đồ cổ điển Thì bây giờ đôi khi chúng ta lại đi ngược Hoặc là chúng ta đi đường vòng Dòng qua trái, sau đó dòng qua phải Sau đó là thành một cái giống như một cái dòng xoay sinh tố luôn Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chúng ta kết hợp điều trị. Như vậy cái vai trò của laser Pico nó nằm ở đâu trong cái phương thức điều trị này? Thì để mà ủng hộ cái quan điểm đầu tiên là tôi đã đưa ra một cái cơ chế điều trị rám má trong đó có cái yếu tố là điều trị lão hoa do do nắng. Và cái thứ hai là laser Pico nó sẽ có yếu tố là chọn lọc sắc tố. Và cái thứ ba đó chính là cái việc là nó đã được chấp thuận. Khi một cái đã được FDA chấp thuận nghĩa là cái phương pháp đó đã được rất là nhiều nghiên cứu trên thế giới để mà chứng tỏ cái hiệu quả điều trị của nó. Thì ở đây tôi xin nhắc lại ba cái loại laser điều trị rám má đã được FDA công nhận. Thì điều đầu tiên đó chính là QS, QS với cái bước sống là 1064. Thì cái chi định trong cái FDA là mức độ trung bình đến nặng và rám má hỗn hợp. Nhưng nếu như nó tốt thì nó đã không ra đời những cái laser mới rồi thì người ta thấy rằng là đã có những cái nghiên cứu đặc biệt là trên đối tượng người châu Á trong đó có Việt Nam mình thì có những cái tác dụng phụ như là tăng sắc tố sau viêm hoặc là giảm sắc tố thì bắt đầu tiếp theo chúng ta sẽ thấy là sự xuất hiện của laser vi điểm không xâm lấn với những cái bước sóng như là 1450, 1550 nanomet tuy nhiên cái loại này những cái nhiệt của nó cũng có nguy cơ tăng sắc tố sau viêm đó là lý do vì sao mà khi laser bico ra đời nó giống như là một cuộc cách mạng không chỉ có trong xóa xăm mà sau này từ cái xóa xăm đó mà người ta có thể dùng cái laser đó với cái bước sống, cái thời gian phát xung cực ngắn để mà người ta điều trị rắm má và thực hiện những cái nghiên cứu. Thì FDA người ta công nhận là điều trị rắm má ở người có tiếp da 1 đến 4. Tôi xin lưu ý ở đây là tiếp da 1 đến 4. Nghĩa là tiếp da của người châu Âu, châu Mỹ, người Mỹ da trắng và người châu Á của mình. Luận điểm thứ ba, tôi xin nói về cái vai trò của laser Pico thì cái laser pico nó đóng vai trò gì trong đám má? Thì chúng ta sẽ thấy ở đây cái hình ảnh của cái được FDA công nhận và tiếp theo chúng ta sẽ biết rằng là laser pico ra đời nhờ thừa hưởng của cơ chế của laser QS nghĩa là nó là một laser chọn lọc sắc tố nó sẽ tác động vào melanin đặc biệt là trong cái túi melanosome có melanin thì nhờ qua cái thuyết lý giải quyền nhiệt chọn lọc của Allison và Patrice, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà điều trị chúng ta dùng cơ chế, trước đây là cơ chế gì ạ? À? QS là quan nhiệt. Thì cái nhiệt này là nhiệt nóng. Nếu như các anh chị chiếu vô cái nhiệt nóng này, nó tập trung ngay melanin hoặc melanosome thì không nói. Nhưng mà cái nhiệt này nó như một quả cầu lửa, nó sẽ lan ra những cái tế bào xung quanh do đó nó mới ra đời cái thuyết lý giải quyền chọn lọc phải làm sao mà nhắm trúng mục tiêu nhưng mà không ảnh hưởng đến những cái nhà hàng xóm lân cận thì đó là cái lợi điểm của laser pico dây nghĩa là cái thời gian phát xung nó rất là ngắn nó không đủ cái nhiệt nhiều để mà nó có làm ảnh hưởng đến mô xung quanh cái thứ hai là laser pico nó có thêm những cái bước sóng như là 755 nanomet 1064 nanomet để nó điều trị được đến lớp bì nghĩa là nó sẽ dẫn đến cái chỉ định là rám má dạng lớp bì hoặc là lá má hỗn hợp. Đây là cái hình ảnh rõ rệt nhất của cái cơ chế. Đầu tiên là laser QS, chúng ta thấy rằng nó cơ chế quang nhiệt. Thì cái tia khi mà chiếu vào da, các anh chị thấy những cái đường mà đỏ đỏ đó, đó chính là những cái cục nhiệt nó ảnh hưởng đến những cái vùng mô xung quanh. Nó sẽ kích thích những cái tế bào hắc tố xung quanh tiết ra. Nhưng mà đối với laser pico thì như thế nào? Với cái thời gian xung cực ngắn thì nó không đủ những cái cục nhiệt nhiều nó tồn tại lâu ở trong những cái mô xung quanh do đó là cái khả năng mà về những cái rối loạn sắc tố như là tăng sắc tố hay là giảm sắc tố sau viêm của nó nó sẽ ít hơn như vậy chúng ta thấy rằng là tóm lại là về hai phần mà tôi đưa ra đầu tiên đó chính là việc tập trung vào những cái đích đến đặc biệt là melanin hoặc là melanocyte thì chính cái hiệu ứng quang nhiệt cái hiệu ứng quang cơ nhiều hơn cái hiệu ứng quang nhiệt của laser pico nó sẽ giúp cho tránh tỏa nhiệt mô xung quanh và giảm được cái tác dụng phụ cái thứ hai là trong cái laser pico nó còn thêm một cái điều khác với lại laser qf đó chính là cái chế độ vi điểm thì chính cái chế độ này nó sẽ tạo thành những cái cục nhiệt như là nó thuộc dạng là laser vi điểm không xâm lấn á nó giống như một bốn năm mươi vậy đó các anh chị Do đó nó sẽ điều trị được những cái cơ chế đánh vô cơ chế lão hóa da do ánh nắng như là hồi nãy chúng ta đã cập nhật trong cái cơ chế điều trị rám má. Và cái luận điểm thứ ba tôi đưa ra đó chính là những cái bằng chứng khoa học về hiệu quả thực sự điều trị của Pico trong điều trị rám má. Thì đây là một cái nghiên cứu tiến cứu trên cái laser Pico Alexandrite. Alexandrite là với bước sóng 755 nanomet nha các anh chị. Và người ta so sánh giữa cái việc mà dùng laser đó với lại cái triple cream Thì mình biết rồi ha, triple cream là phối hợp pyroquinone, corticosteroid Và retinoid Thì đối với cái nghiên cứu này á Người ta thấy rằng sau khi mà điều trị trên cái đối tượng mà bệnh nhân Thì người ta thấy rằng là so sánh là hiệu quả là gần như là tương đương với cái cải thiện đặc biệt không phải chỉ có tế bào hắc tố nó giảm đi cái mê cái chỉ số maxi giảm đi mà nó còn giúp cho giảm đi cái sự lão hóa các anh chị thấy là nó có cải thiện về cái độ săn chắc về cái nếp nhăn về cái lỗ chân lông và thậm chí là giảm những cái giãn mạch chúng ta thấy rằng là trong cái cơ chế điều trị cơ chế rắm má của mình là có liên quan đến cơ chế về tế bào nội mô mạch máu thì đó là cái 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 phần mà ủng hộ luận điểm cho laser Pico. thì đây là cái hình ảnh mà điều trị trên lâm sàng À, thì chúng ta thấy rằng là cái da của bệnh nhân nó sáng hơn các anh chị thấy đây là vùng trán và đồng thời á, cái độ săn chắc các anh chị thấy và lỗ chân lông nó 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 giảm lại thì đây là cái minh chứng để mà chứng tỏ là laser bico nó tác động một cái cơ chế là lão hóa da do ánh nắng đây là cái hình ảnh điều trị trại khoa thẩm mỹ da bệnh viện gia liễu thành phố hồ chí minh trước và sau điều trị đối với laser bico cái thứ hai là về cái chỉ định mà FDA công nhận thì đây là một cái nghiên cứu à, vào năm 2018 nghiên cứu cũng là tiến cứu mù mù đôi và cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là cái chỉ số maxi nó cải thiện sâu trong vòng 3 tháng và có ý nghĩa thống kê thì cái nghiên cứu này người ta dùng cái chế độ vi điểm của laser bico và kết hợp với hydroquinone một nửa bên mặt và nửa bên mặt còn lại người ta sẽ kết người ta chỉ dùng đơn độc hydroquinone người ta dùng chính cái tiêu chuẩn vàng trước đây của mình để mà so sánh thì người ta thấy rằng là cái sự phối hợp điều trị nó tốt hơn cái nghiên cứu tiếp theo tôi muốn đưa ra đó chính là đối với cái chỉ định mà nám kháng trị mà đặc biệt là ở người châu Á của mình. Thì ở đây người ta sử dụng cái laser Pico với bức sóng là 755 nanomet. Thì đối với cái này người ta theo dõi trong vòng là 6 tháng thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà tái phát nó thấp. Chúng ta biết rằng là trong cái điều trị rám má cái điều trị quan trọng của mình á, là mình duy trì được cái hiệu quả lâu dài chứ không phải là một cái nhất thời mình điều trị cho bệnh nhân xong rồi khoảng tầm 3 tháng sau bệnh nhân quay lại với mình với cái mặt y chang như vậy thì cái đó không phải mục tiêu điều trị lâu dài của bác sĩ da liệu của chúng ta tiếp theo đó là một cái nghiên cứu về điều trị đánh vào cơ chế rám má và cả lão hóa da thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà nó đạt được với cái độ giảm cái chỉ số maxi sau một tháng rưỡi và 3 tháng khá là cao 80% trở lên có ý nghĩa thống kê. Thì đây là cái hình ảnh, cái sơ đồ biểu hiện rõ nhất về cái vấn đề là giảm cái chỉ số maxi đồng thời tăng cái sự trẻ hóa da, nghĩa là giảm đi cái sự lão hóa da đây. Và rất là vui mừng khi mà tại Việt Nam của mình cũng có những cái nghiên cứu. Thì ở đây là một cái nghiên cứu tại Bệnh viện 108. Ha. Bệnh viện này là ở Hà Nội. Thì đã nghiên cứu về cái điều trị rám má do Điều trị hiệu quả rám má trong laser Pico Thì kết quả nghiên cứu là Người ta nghiên cứu trên được 58 bệnh nhân Rám má bì và rám má hỗn hợp Thì đánh giá chỉ số maxi Thì kết quả đạt được là Tốt và tuyệt vời Sau 8 lần điều trị Và không có cái uh, Tác dụng phụ Cũng như là tác dụng phụ nếu có chỉ là số ít Và nó chỉ có nóng rác như vậy thôi Thì chúng ta thấy rằng là Bây giờ là những cái bằng chứng cả trên thế giới và cả tại người châu Á và Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam của mình, đều ủng hộ về cái laser Pico. Tiếp theo đây là một cái nghiên cứu, uh, gọi là nghiên cứu uh, một cái vũ khí mạnh để mà tôi có thể bác lại cái luận điểm của bác sĩ Huy, nếu như lát nữa bác sĩ Huy trình bày, đó là một cái nghiên cứu hệ thống và phân tích gộp vào năm 2023, thì đánh giá về hiệu quả và độ an toàn. Thì cái nghiên cứu này người ta dựa trên 6 cái nghiên cứu RCT, nghiên cứu can thiệp, ngẫu nhiên mù đôi đối đối chứng. Thì trên những cái sóng nghiên cứu này người ta ra được bốn cái bức sóng laser pico dây với cái bức sóng là 1064, 755, 595 và 532 nanomet thì cái kết quả người ta thu nhận được là có ý nghĩa thống kê đối với bức sóng 1064 nanomet. Thì chúng ta biết rằng 1064 nanomet cái lợi điểm nó là gì? Thứ nhất, nó có thể đi sâu xuống lớp bì. Cái thứ hai là nó có hấp thu bởi melanin tuy là nó ít. Khi mà mình điều trị một cái vấn đề về thẩm mỹ thì chúng ta phải biết được là có đi đến được cái nơi mình cần đến hay không và có tập trung được cái nơi mà mình cần đến không. Thì bước sóng 1064 này nó điều trị được cái đó và cái cái ưu điểm thứ hai đó chính là việc nó có thể tác động vào những cái tế bào khác, đánh vào cái cơ chế lão hóa da do ánh nắng. Thì đây là cái hình ảnh và trước và sau người ta đơn cử ra Và cái luận điểm cuối cùng của tôi đó chính là cái độ an toàn. Khi mà chúng ta tư vấn cho một người bệnh nhân để thuyết phục họ quyết định điều trị laser pico hay không thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải hỏi là tại sao tôi điều trị cho chị? Cái thứ hai, tôi có những bằng chứng gì để mà tôi thấy được hiệu quả và cái thứ ba là cái quan trọng, đó chính là có an toàn hay không bác sĩ? Thì đây là những cái bằng chứng trên cái đối tượng người châu Á thì chúng ta thấy rằng cái xài phát của nó những cái sai phát mà quan trọng như là phù hay là tăng sắc tố sâu viêm giảm sắc tố sâu viêm thì đối với cái nghiên cứu này là gần như không có chủ yếu là chỉ là hồng ban thôi và đối với cái nghiên cứu của Việt Nam như hồi nãy tôi có chia sẻ thì ở đây người ta cũng thấy rằng là ít cái tác dụng phụ nếu có thì chỉ là nhẹ mà thôi và đây trong cái nghiên cứu phân tích gộp của chúng ta thì đối với 1064 không có cái tác dụng phụ nghiêm trọng gì Như vậy, qua cái bằng trình bày của tôi ngày hôm nay thì tôi xin đưa ra đúc kết những cái yếu tố để mà tôi ủng hộ quan điểm là laser Pico có thể điều trị hiệu quả rám má. Thứ nhất là laser Pico đã đánh vào được những cái cơ chế cập nhật của rám má không chỉ có những cái cơ chế cũ như là đánh vào melanin hay là tế bào hắc tố mà còn đánh vào cơ chế lão hóa da do ánh nắng. Thứ hai là nó đã được chấp thuận, FDA chấp thuận trên đối tượng tiếp da từ 1 đến 4 thì trong đó là có nước Việt Nam mình là đa số là tiếp da 3 và 4. Cái thứ ba là hiệu quả an toàn đã được chứng nhận qua những cái minh chứng nghiên cứu khoa học khi mà điều trị rám má sâu hỗn hợp hoặc là kháng trị thì đó là những cái luận điểm mà tôi dẫn đến cái khẳng định của tôi là laser bico dây có hiệu quả trong điều trị rám má. Thì để kết thúc cho cái phần trình bày của tôi thì tôi cũng xin đưa ra một cái uh, luận điểm qua một cái bài báo. Nghĩa rằng, nghĩa là cái bài báo này không phải chỉ đánh về cái hướng là bác sĩ điều trị của chúng ta đâu. Chúng ta cần phải tư vấn cho bệnh nhân. Nghĩa là họ phải hiểu được cái cơ chế dược động và cũng như những cái quá trình điều trị thẩm mỹ của mình. Thì cái kết luận của cái phần báo cáo này là gì? Đó chính là cái hình ảnh mà người bác sĩ và người bệnh nhân hay khách hàng của mình ngồi trao đổi với nhau để mà họ có thể vui vẻ, họ tuân thủ điều trị của mình. Họ chấp nhận điều trị laser Pico và họ phải theo cái liệu trình điều trị của mình. Thì à, tôi xin kết thúc cái phần tranh luận của tôi ngày hôm nay. À, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. À, xin cảm ơn bác sĩ Thảo Hiền. Như vậy là bác sĩ Thảo Hiền đã đưa ra những cái luận chứng rất là thuyết phục về mặt lý thuyết về mặt thực tiễn lâm sàng có những ca lâm sàng thực tế tại bệnh viện gia liễu đã minh họa chứng minh và về mặt pháp lý nữa fda đã chấp thuận từ tiếp 1 đến tiếp 4 bao luôn từ 1, 2, 3, 4 luôn như vậy thì có vẻ có vẻ rất là áp lực cho bác sĩ huy để trong cái đưa ra những cái luận cứ để mà phản biện lại bác sĩ thảo hiền tuy nhiên nhìn bác sĩ huy rất là bình tĩnh à, thì không biết là bác sĩ Huy sẽ có những cái Chắc là sẽ có cũng những cái luận chứng rất là thuyết phục đây Thì xin mời bác sĩ Huy ha. Bác sĩ Huy sẽ đứng về cái quan điểm là laser pico dây không có hiệu quả trong điều trị nám má phải không ạ? À? Mời bác sĩ Huy ạ. À. Alo. À, dạ, thì giờ là, chắc bài này là bài cuối cùng rồi thì tất chắc là tất cả các anh chị đều đã, đã cũng cảm thấy hơi mệt mỏi và tôi cũng thấy rất là vui khi mà nhìn xuống khán đài của mình là có rất là nhiều các anh chị đồng nghiệp vẫn còn ở lại. Thì hy vọng là cái phần trình bày để chứng minh cái quan điểm của tôi là laser pico dây không hiệu quả máy trong điều trị nám má nha các anh chị không hiệu quả trong máy, trong điều trị đám áp chứ tôi không nói là laser bico dây không hiệu quả nên bởi vì nói như vậy thì chẳng hạn khác nào thì những cái nãy giờ bác sĩ hiền nói là chắc tôi là tôi sai hết rồi đúng không anh chị thì đầu tiên á thì chúng ta được biết á hiện tại bây giờ khi mà tôi ngồi khám ở phòng khám tại khoa thẩm mỹ gia Viện hồ chí minh á thì có nhiều bệnh nhân đến với tôi và cái câu đầu tiên họ nói rằng á là tôi muốn điều trị laser bico dây họ không cần biết thuốc bôi họ không cần biết tiêm chích họ không cần biết lăn kim gì cả họ muốn điều trị laser bico dây vậy thì Ờ, chúng ta có thể thấy rằng cái việc mà truyền thông quảng cáo đã đạt được đến một cái mức ngoài sức tưởng tượng tức là bệnh nhân của mít laser dây và rất mong muốn được điều trị laser dây mặc dù họ không biết cái da của họ như thế nào và uh, thậm chí đối với những người làm nghề thì đôi khi chúng ta cũng thấy một cái việc là họ làm những cái bia quảng cáo quá mức à, bắn tới đầu thì mình mất nám tới đó thì ví dụ như vậy thì hôm nay tôi hy vọng rằng cái phần trình bày của tôi sẽ kéo lại một xíu về cái vai trò của laser dây trong điều trị nám má Thì uh, tôi muốn nhắc lại một cái câu khi mà bước vô gia liễu ngày đầu tiên tôi luôn được học rằng một câu là Once melasma, always melasma. Tức là một khi bạn đã bị nám má rồi thì bạn sẽ mãi mãi bị nám má. Và cái việc mà chúng ta điều trị cái nám má nó không nhằm một cái mục đích là hoàn toàn khỏi bệnh mà đó là chúng ta kiểm soát nám má ở một cái mức độ nhất định trung bình là khoảng 50 đến 80% hoặc là hơn tùy theo cái đáp ứng cơ địa của mỗi người cho nên là chúng ta cần phải nhấn mạnh cái vấn đề này Vậy thì chúng ta sẽ có cái vấn đề như sau, khi tôi nói rằng ở tại Việt Nam chúng ta thì cái vai trò của laser pico dây nói riêng cũng như là những cái thiết bị phát năng lượng nói chung thì nó sẽ có một số cái bất lợi như sau. Cái thứ nhất đó là tiếp gia, đa phần ở đây ngồi ở đây chúng ta sẽ có tiếp gia là 3 và 4 và trong đó tôi là tiếp gia 4. Tương đó là sạm màu. Và khi như vậy thì chúng ta tiếp xúc với laser thì chắc chắn chúng ta sẽ có nguy cơ về tăng sắc tố, nguy cơ về nám má, nó bị repow lại. Là cái tiếp gia là thứ nhất là điều chúng ta không thể thay đổi. Cái thứ hai là về khí hậu và cường độ của TUV. Nếu như các anh chị có theo dõi thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta là một khí hậu nhiệt đới. Và nếu như chúng ta có thể dõi sát hơn về những cái bài báo mà lâu lâu, bởi vì Nhà đếp Hồ Chí Minh hay đăng tin là chỉ số UV index hôm nay cao vượt ngưỡng 10, 11, 12. Uh, đề nghị khuyến cáo các anh chị khi đi ra nắng hoặc là hạn chế đi nắng thì chúng ta sẽ theo dõi cái chỉ số đó và nếu chúng ta có một cái đối chiếu so với lại những cái nước ở bên nước châu Âu thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số UV index ở đây nó rất là thấp chỉ nằm khoảng 5, 6 hoặc là 7 thôi chuột của chúng ta thì đa phần là 8, 9, 10, 11 là ý kiến thứ hai khi mà chúng ta nói về cái bất lợi của laser bico dây và thứ ba nhiệt độ có thể làm nặng cái rám má bởi vì rám má rất là khó các anh chị khi mà chúng ta đang điều trị rất là đẹp một ngày nọ đó một ngày nọ bệnh nhân bị dị ứng nhẹ bệnh nhân bị sạm bệnh nhân đi chơi nắng bệnh nhân vẫn bị sạm chứng chứng nói là nếu như có một cái tổn thương nhiệt làm ở trên da của bệnh nhân thì cái việc chúng ta ứng dụng laser nó gây nhiệt trên da và chỉ cần một ngày nào đó chúng ta đi năng lượng quá tay hoặc là cái máy nó phát không đúng cái nguồn năng lượng được cung cấp thì nó cũng có thể làm cho nặng cái đám má của chúng ta hơn và cái thứ tư là vì đó là một bệnh lý rất là dễ tái phát Và vì dễ tái phát như vậy thì chúng ta việc ứng dụng điều trị laser pico dây trong một cái chặng đường dài hạn như vậy thì sẽ rất là khó khăn Và cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất đó là tính hiệu quả về kinh tế Thì tại vì tại thành phố Hồ Chí Minh, tại vì viện gia lễ Hồ Chí Minh thì chi phí để làm một lần laser pico dây như vậy là 3 triệu rưỡi một lần để chúng ta bắn toàn mặt Tuy nhiên khi mà chúng ta tham khảo về chi phí của laser pico dây ở những cái quốc gia nước ngoài thì họ nói rằng cái chi phí đó nôm na nhân đôi nhân ba so với lại laser with switch. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy đó là những cái rào cản và là những cái bất lợi khi chúng ta ứng dụng laser pico dây trong điều trị nám má. Vậy thì uh, để trả lời các câu hỏi là nám má có hiệu quả hay không thì chúng ta sẽ có ba cái câu hỏi. Thứ nhất, một phương pháp điều trị muốn nó là hiệu quả thì bắt buộc nó phải tác động lên cái cơ chế bệnh sinh trọng yếu của nám má và nó phải bao hàm hết được những cái đó cái thứ hai chúng ta cần phải có những cái dữ liệu nghiên cứu và hy vọng là trong phần trình bày của tôi sẽ những cung cấp những cái dữ liệu mới nhất và những cái dữ liệu mạnh mẽ nhất để chúng ta thuyết phục rằng laser pico dây nó không hiệu quả mấy trong điều trị nám má và cái thứ ba nữa là liệu laser pico dây này có dễ tiếp cận không ạ à? thì chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi này để chúng ta quyết định rằng là mình sẽ phải, uh, theo bác sĩ Hiền hay là theo bác sĩ Huy hay là mình đứng giữa thì uh, đầu tiên từ sáng đến giờ chúng ta đã nói rất nhiều về cơ chế sự bệnh sinh của đám má thì hôm nay tôi cũng chỉ xin nhấn mạnh là nhẹ thôi thì chúng ta thấy rằng cái đám má có như rất là nhiều chúng ta có khoảng năm cái cơ chế bệnh sinh mới uh, tính đến năm 2023... thì đây là một cái cơ chế bệnh sinh đầu tiên đó là tổn thương cái hàng rào màng đáy và từ đó những cái tế bào sắc tố nó rớt vào lớp bì rồi đại thực bào nó đến và nó ăn cái sắc tố của chúng ta và nó tạo nên cái tăng sắc tố kéo dài và dài dẳng thì cái việc laser pico dây nó có đi xuống được tới lớp bì hay không là có tuy nhiên để có thể thải loại ra khỏi được cái con tế bào đại thực bào hay không thì đó là câu hỏi vẫn chưa ai trả lời là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái cơ chế vệ sinh của rán má nó còn liên quan đến hàng loạt những tế bào khác như là nguyên bào sợi tế bào tương bào đại thực bào vân vân thì chúng ta có thể thấy rằng laser pico dây nó chỉ tác động chủ yếu đến là tế bào sắc tố và nó không thể nào tác động đến được những cái ví dụ như là tế bào mast cell hoặc là tác động mạnh mẽ đến cái fibroblast để chúng ta phục hồi được cái hàng rào bảo vệ da chỉ với cái công nghệ laser pico dây. và đây là một cái sơ đồ để tóm tắt lại cái cơ chế bệnh sinh của đám má từ sáng đến giờ chúng ta đã nói rất là nhiều và chúng ta thấy rằng á, thì cái vai trò của laser pico dây nó sẽ tác động chủ yếu là đến cái uh, lên con tế bào sắc tố mà thôi và cái cơ chế bệnh sinh của chúng ta sẽ có bao gồm rất là nhiều loại tế bào khác nhau và vì vậy thì uh, hiện nay cái cơ chế bệnh sinh binh của cái cơ chế bệnh sinh của uh, má là đa yếu tố và chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta nghe rất nhiều thì chúng ta được nói một câu là không có một phương pháp nào điều trị rám má hiệu quả và kéo dài đến hiện tại bây giờ và đó là một cái câu kết luận. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái tổng quan y văn và người ta thấy rằng cái laser của bicoJ nó tác động chủ yếu lên cái gì là melanosome và những cái tế bào sắc tố. Trong khi chúng ta có rất là nhiều những cái phương pháp khác để điều trị cái tình trạng ra má của ta một cách hiệu quả hơn. Và chính vì như vậy mà chúng ta thấy rằng những phát đồ điều trị Gala từ sáng đến giờ chúng ta không thấy được cái vai trò của laser dây, chúng ta không thấy xuất hiện của laser dây Chúng ta có thể đổ thừa nó là do thời gian. Năm 2017 laser dây chưa nổi đúng không ạ à? Tuy nhiên đến năm 2022 thì vai trò của laser picosecond dây uh, vẫn chưa có hiện hiện lên trong cái những cái liệu pháp điều trị của rám má và chúng ta thấy rằng đó vẫn là những cái thiết bị rất là cổ điển. Ví dụ như là IPL, laser Whiskwit, chúng ta có những cái laser uh, không móc tách vi điểm, chúng ta có bdl để điều trị rám má. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy cái vai trò của laser dây và đây là một cái khi mà chúng ta nói về laser trong điều trị thì chắc chắn chúng ta sẽ nói về cái vai trò của laser toning thì laser toning là hiện tại bây giờ uh, nó là được nghiên cứu nhiều nhất uh, nhiều bằng chứng nhất ủng hộ nhất và nó có cái cái hiệu quả rất rất là tốt nữa các anh chị uh, và đây là cái một cái nghiên cứu để người ta so sánh giữa laser toning bico dây và laser toning we switch thì À, đây là nghiên cứu mới nó và nằm vào tháng 8 năm 2022 trên một cái cỡ mẫu nhỏ thôi thì người ta thấy rằng khi mà chia đôi cái mặt ra một bên là bắn với lại laser Wiswit một bên là bắn lại laser dây thì trên với 20 cái cỡ mẫu này thì à, một tin mừng đó là laser dây có hiệu quả tương đương với lại laser Wiswit. À, là có hiệu quả nha các anh chị. Có hiệu quả. Tuy nhiên à, nó có một cái điểm như vậy nữa tức là à, cái chỉ số về melanin nó không có sự khác biệt giữa hai bên chúng ta vẫn vinh vào một cái lý thuyết uh, được cung cấp ngay từ ban đầu lý thuyết rất cơ bản của laser bico dây đó là gì đó là khi laser bico dây nó có độ rộng sung rất ngắn và nó tác động lên trên mô trong thời gian cực ngắn cho nên nó sẽ tạo làm tổn thương làm giảm tổn thương nhiệt đến mức tối thiểu tuy nhiên khi chúng ta đưa vô trong cái bối cảnh là điều trị đám má thì chúng ta quan tâm đến thể màu là melanin và melanosome. Vậy thì các thể màu melanin và melanosome này với thuyết thuyết ly giải quan nhiệt chọn lọc thì chúng ta có cái thời gian thư thải nhiệt của cái hạt melanin và melanosome là đâu đó rơi vào khoảng từ 50 đến 500 nano giây. Những cái công nghệ laser quick của chúng ta hiện tại bây giờ có cái thời gian độ rộng xung là bao nhiêu các anh chị biết không ạ? À? Thường là dưới 20 nano giây. Và công nghệ laser pico dây chúng ta có cái thời gian độ rộng sung của từng tia rơi vào khoảng từ 250 đến 750 pico dây. Vậy thì câu hỏi là chúng ta có cần thiết phải sử dụng một cái thiết bị laser pico dây để điều trị nám má hay không? Nếu như một cái phương pháp uh, laser Wishwood uh, đã đạt tiêu chuẩn về mặt lý thuyết rằng thời gian thư thải nhiệt của thể màu phải bằng cái thời gian của cái độ rộng xung thời điểm độ, rộng xung phải ngắn hơn hoặc bằng cái thời gian tư thể nhiệt vậy thì laser q switch là đã đủ và chúng ta thấy rằng trong một số cái nghiên cứu thậm chí trên là người tiếp người của châu á thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tăng sắc tố sau viêm nó cũng không khác là mấy so với lại laser pico dây bởi vì chúng ta đang bắn ở chế độ là laser toning và chúng ta sẽ cố gắng hạn chế tối thiểu đến mức là gây tình trạng tăng sắc tố sau viêm đó là cái quan điểm thứ hai và vậy thì tóm lại Xét về cơ chế bệnh sinh thì ra má là đa yếu tố và việc mà chúng ta chỉ tác động vào một cái yếu tố là melanosome thì cũng sẽ rất là khó để giải quyết được vấn đề. Và thứ hai nữa là laser pico dây vẫn chưa được đưa vào một cái hướng dẫn điều trị nào cả cho đến hiện tại bây giờ. Và cái nghiên cứu ban đầu thì chưa thấy những cái ưu điểm vượt trội mặc dù rằng là nó có hiệu quả nha các anh chị nhưng mà nó chưa có ưu điểm vượt trội so với laser Wisswood 1064 nanomet. Và sẵn ở đây thì tôi cũng xin Ờ, uh, uh, chắc là bài của bác sĩ Hiền nói chưa có rõ lắm về cái chỉ định của FDA chấp thuận và FDA clear Thì hiện tại bây giờ ờ, uh, cái laser Pico Day là được FDA clear các anh chị vào tháng 3 2023 ờ, uh, Và để mà một cái chỉ định điều trị mà được FDA approve nó sẽ cần phải rất là nhiều những nghiên cứu Và khi mà là một cái chỉ định mà đã được approve rồi thì chắc chắn các anh chị nhắm mắt bắn cũng sẽ có hiệu quả tất nhiên là về đúng thông số ví dụ như những chỉ định như là botulinum toxin trong điều trị tấn mồ hôi nách thì chúng ta và approve vào năm 2004 thì chúng ta điều trị rất là hiệu quả cái dữ liệu thứ hai cái, cái quan điểm thứ hai chúng ta sẽ nói về cái những cái dữ liệu nghiên cứu laser bico trong điều trị đám má liệu có thuyết phục hay không thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ như vậy Ờ, nãy giờ chúng ta nói là bắt ra information thôi tức là những cái thông tin cơ bản và những ý kiến chuyên gia thôi nhưng mà trong cái phần trình bày ngày hôm nay tôi sẽ nói ở phần đỉnh ở trên kia tức là những cái meta analysis và những systematic reviews ờ, và những cái thông tin này sẽ là cập nhật mới nhất 2022 và 2023 Vậy thì họ nói những cái gì? Thì tính đến, tháng 1 2023 thì chúng ta có tất cả là 6 cái ACT ở người Âu Châu Á Chỉ chọn ở người Châu Á Với tổng số lượng bệnh nhân cũng khá là kiêm tốn các anh chị 437 bệnh nhân nếu chúng ta thấy là chuyên khoa bên uh, chuyên khoa nội đi, một cái system review là lên tới hàng ngàn bệnh nhân, chúng ta khoảng 437 bệnh nhân thôi. Và cái thời gian điều trị nó cũng ngắn, thời gian theo dõi là khoảng từ 12 đến 24 tuần, còn sau thời gian đó bệnh nhân tái phát hay không thì dữ liệu chúng ta chưa cho biết. Thì với những cái um, chất lượng ACT như vậy thì hiện tại bây giờ um, những cái phương pháp laser bico dây trong điều trị nám má nó đang được xếp ở cái mức là 2B thôi các anh chị tức là những cái ACT chất lượng chưa được cao hoặc là những cái ACT mà cái lượng nó những cái kết quả nó còn chưa thật sự là tương đồng, chưa thật sự là thống nhất với nhau. Đó khi chúng ta sẽ đọc laser bi dây không hiệu quả, có hiệu quả, vân vân. Và đây là một cái tổng quan y văn và phân tích gộp về những cái phương pháp laser và ánh sáng. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái phương pháp như là laser with năng lượng thấp đạt hiệu quả rất là tốt như trên hình. Tuy nhiên, tính đến năm 2022 thì cái tổng quan y văn này xét về mặt laser pico dây gộp chung thì chúng ta có khoảng hai cái nghiên cứu thôi với cỡ mẫu là khoảng 30 và 11 với tổng cỡ mẫu là khoảng 41 bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số này thật sự là chưa có thuyết phục bởi vì uh, uh, cái chỉ số b của nó nó vẫn còn lớn hơn 0,05 và một cái khác nữa người ta sẽ so sánh một cách uh, trực tiếp và một cách gián tiếp tất cả những cái phương pháp được điều, điều trị thông dụng ví dụ như là Quizzwitz, Laser Bico, Ibl vân vân, mọi thứ thì chúng người ta gom hết tất cả là 59 cái ACT đạt tiêu chuẩn và dữ liệu này nó hơi cũ một xíu là tính đến tháng 12/2020 và chúng ta sẽ đợi trong tương lai xem có ai làm thêm cái ACT một cái system to review giống như vậy nó hay không thì chúng ta thấy rằng um, với cái dữ liệu này thì Uh, chúng ta có một cái chỉ số được gọi là chỉ số Sucra Treatment hàng thứ nhất, hàng thứ hai là Sucra, tức là diện tích dưới đường cong. Thì những cái chỉ số mà những cái phương pháp điều trị mà cái chỉ số Sucra này càng cao thì phương pháp đó nó càng hiệu quả. Và chúng ta hãy nhìn xem laser pico dây chúng ta đứng khá thấp, đứng ở vị trí khá thấp như các anh chị, uh, là khoảng 32.8. Đó là một cái dữ liệu để chúng ta thêm uh, phần uh, quyết định cho buổi ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dữ liệu mới nhất là dữ liệu mà hồi nãy bác sĩ Hiền mới nói uh, về cái tính hiệu quả đó là một cái tổng quan y văn 2023 vào tháng 3 hôm nay là tháng 8 đầu tháng 8 thì có tất cả là khoảng 6 cái ACT thì chúng ta thấy rằng á um, đồng ý rằng laser bico dây nó có hiệu quả với chỉ số B là 0,003 Tuy nhiên, kế bên cái số B0.003 B0, đó, nó có một cái chỉ số nữa là Y bình phương bằng 70. Thì Y bình phương này, nó đại diện cho cái tính đồng nhất của nghiên cứu. Tức là nếu chỉ số Y bình phương này mà càng thấp, thì các nghiên cứu có sự sai lệch càng thấp. Nếu chỉ số này càng cao, thì những nghiên cứu này có sai lệch càng cao và chỉ số Y bình phương này quá cao. Cho nên, các nghiên cứu người ta tiếp tục, người ta phân tích thêm một bước nữa. Đó là người ta phân tích subgroup analysis. Thì khi mà phân tích subgroup analysis như vậy, thì người ta thấy, như vậy thứ nhất đối với cái nhóm laser pico 755 nanomet mà nếu mà chúng ta so sánh với lại những cái phương pháp thuốc hoa thì laser uh, pico dây 755 vẫn chưa chứng tỏ được cái hiệu quả của nó trong điều trị rám má và thậm chí người ta thấy rằng laser pico dây 755 này còn gây tăng sắc tố sau viêm với một cái tỷ lệ cũng tương đối là cao cái thứ hai nữa là cái xét về cái laser pico dây 1064 nanomet thì có hiệu quả đó các anh chị và chỉ số Y bình phương khá là tốt và chỉ số b cũng ổn tuy nhiên có một cái vấn đề đó là cái cỡ mẫu cỡ mẫu rất là thấp và cũng còn uh, gọi là hạn chế uh, và khi mà xét lại hết những cái nghiên cứu này á, thì người ta sẽ có cái vấn đề sau cái vấn đề thứ nhất á, là trong cái nhóm nghiên cứu người ta không có phân chia ra theo nhóm tuổi bởi vì chúng ta biết rằng cái rám má nó có nhiều cái cơ chế khác nhau có rám má có cơ chế về nội tiết rám má có cơ chế về lão hóa da thì cái việc là laser bắn laser pico dây thì nó có tác dụng làm trẻ hoa trẻ hóa da thì đồng ý lên như vậy thì như đối với như vậy thì những cái người chúng ta có thể phỏng đoán rằng đối với những cái người mà lớn tuổi hơn thì laser pico dây có thể có hiệu quả hơn so với những cái người trẻ tuổi hơn tuy nhiên uh, những người lớn hơn thì lại có nguy cơ là lành thương kém hơn thì đó là một cái câu hỏi mà phải cần thêm nghiên cứu và câu hỏi, câu hỏi thứ ba trước khi chúng ta kết bài đó là laser dây có dễ tiếp cận hay không? Thì thứ nhất chúng ta biết rằng cái chi phí đầu tư laser bicoJ rất rất cao nếu chúng ta dùng sử dụng hàng chính hãng. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng chi phí cho mỗi lượt điều trị của laser dây cũng cao và cái thời gian điều trị hiện tại bây giờ là chúng ta thông thường sẽ cách khoảng từ 2 tuần. Đến 4 tuần và chúng ta sẽ điều trị trong một thời gian rất là dài Và không phải ai cũng có khả năng đầu tư cái máy laser pico dây này Và đa phần uh, đầu tư những cái máy này thì chúng ta thường ở khu vực trung tâm Ở uh, thành phố Hồ Chí Minh Và những khu vực ngoại biên thì chúng ta hầu như là vẫn chưa có đúng không ạ Vậy thì cái việc mà tiếp cận phương pháp điều trị này cũng khá là khó uh, Và một vấn đề nữa đó là điều trị định kỳ dài hạn trong lâu dài Thì đó cũng là những cái vấn đề mà chúng ta cần cân nhắc Vậy thì tóm lại Ờ, dữ liệu nghiên cứu của laser picosecond nó vẫn còn hạn chế tuy nhiên có một cái điểm ưu điểm ở đây đó là laser picosecond nó đang được rất nhiều nghiên cứu khác nhau và đang ngày càng có thêm được những cái dữ liệu có những cái tiếp để chúng ta ứng dụng laser picosecond nó hiệu quả hơn và những cái liệu như thế này vẫn còn hạn ngắn hạn cho nên để điều trị nắm má trong một thời gian dài chúng ta vẫn cần phải thêm những dữ liệu khác và hiện tại tới thời điểm bây giờ thì chúng ta có thể nói rằng không nên sử dụng laser bicoj chỉ để đơn trị liệu mà nhất định phải phối hợp và phối hợp với nhiều yếu tố và đặc biệt phải phù hợp trên từng làn da của bệnh nhân. Cái thứ ba nữa, nên sử dụng phối hợp cho các bệnh nhân nám má đáp ứng kém với những cái phương pháp điều trị khác thì laser bi dây nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong những trường hợp đó khi chúng ta không biết làm gì hơn thì laser bi dây sẽ mang lại chúng ta cái hiệu quả nhất định. Và đó là hết cái phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã lắng nghe và à, sắp tới cũng bệnh viện Gia lễ Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức hội nghị vào ngày 23 và 24 tháng 9 à, trân trọng kính mời quý đồng nghiệp xin cảm ơn bác sĩ Huy à, xin cho hai ghế lên hội trường lên trên sân khấu à. à. xin mời hai diễn giả mình cùng lên để tranh luận tiếp à. À, bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao bác sĩ Huy cũng sẽ rất là bình tĩnh rất là khéo khi mà bị gài là bi cô dây là không có hiệu quả trong điều trị nám má. Bác Huy nói liền, hiệu quả mấy và cũng đưa ra rất nhiều luận điểm rất là sắc sắc bén để mà bảo vệ cái quan điểm của mình à, không biết là bác sĩ Hiền mình sẽ à, à, đã trình bày rồi nhưng mà sau khi nghe cái phần tranh luận à, trình bày quan điểm bác sĩ huy thì bác sĩ Hiền có à, phản biện gì không ạ à? Có có muốn trao đổi gì thêm không ạ à? mời hai bác sĩ mình sẽ ngồi ha sẽ ngồi chính giữa nha để can lại để không là xung quá là ta xưng hai cái micro đây đầu tiên là mời bác sĩ Hiền mình à, sau khi mà nghe bác sĩ Huy à, đã đưa ra những cái, cái 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 luận điểm của mình thì bác sĩ Hiền có trao đổi gì không và mời quý đồng nghiệp ở dưới chúng ta cũng chuẩn bị xem là mình mà sẽ đưa ra những cái luận điểm để mình đứng về phe ai ha mình bên người đẹp áo đỏ hay là mình bên anh đẹp áo đen nha à, xin mời bác sĩ hiền dạ yeah, xin cảm ơn bác sĩ thúy à, có vẻ là cán cân uh, nó, cái dây nó hơi bị căng rồi đúng không các anh chị thì uh, sau khi bác sĩ huy phản biện những cái phần luận điểm mà tôi đưa ra thì tôi xin co một số những cái phản biện của tôi về cái uh, bài báo cáo của bác sĩ Huy cũng như là cái cái phản biện của bác sĩ Huy đối với cái cái luận điểm của tôi thì thứ nhất là tôi xin nói về cái bài những cái luận điểm của bác sĩ Huy đưa ra thì thứ nhất là đối với lại cái nói về cái chủ đề và về thuyết laser chọn lọc tại vì cái đó là một cái nền tảng của laser vảnh sáng thì chúng ta biết rằng là laser pico dây và nano dây là QS đều là laser xung ngắn cả và bác sĩ Huy đã đưa ra một cái nghiên cứu so sánh giữa laser Pico và laser QS trong điều trị rám má thì không có sự khác biệt. Tuy nhiên, khi mà tôi đọc vào cái phần nghiên cứu thì sự khác biệt đó lại không có ý nghĩa thống kê. Cái sự tương đương đó lại không có ý nghĩa thống kê là cái điều thứ nhất tôi phản biện. Cái thứ hai là thực tế á, laser Pico chúng ta biết rằng là trong cái nó ra đời là nhờ cái xóa xăm. Và hiện tại đến từ bây giờ á, là cái số lượng mà nghiên cứu như là tôi và bác sĩ Huy đưa ra cái RCT của nó rất là ít. Do đó dẫn đến những cái cơ sở dữ liệu của nó thì tương đối là ít hơn so với lại laser QS với một cái bề dày rất là rất là dài như vậy. Do đó để mà bác bỏ dựa trên những cái con số mà nghiên cứu thì cái điều đó tôi không có đồng ý là bác bỏ mà chỉ là một cái để mình dừng lại và mình chờ đợi tiếp những cái nghiên cứu tiếp theo để mình coi rằng là với cái cơ mẫu lớn hơn liệu rằng cái hiệu quả nó có duy trì được hay không vì thực tế người ta tuy cỡ mẫu nhỏ nhưng khi người ta xử lý thống kê nó vẫn có ý nghĩa thống kê, nghĩa là như vậy người ta mới báo cáo được, người ta mới có thể đăng bài quốc tế như vậy được. Cái thứ hai, cái điều thứ ba là tôi muốn phản biện về cái cơ chế mà laser Bicu dây tác động trong cái điều trị lão hóa da do ánh nắng. Thì nếu như mình sử dụng cái chế độ zoom là chế độ mà 1064 thông thường thì nó sẽ ít cái tác động nhưng nếu như chúng ta sử dụng cái laser resolve, chế độ resolve là chế độ vi điểm thì chúng ta có thể tác động vào cái chế độ lão hóa da do ánh nắng. Do đó là tôi đã đưa ra những cái luận điểm về cái bằng chứng hiệu quả. Đặc biệt tôi có nhấn mạnh là laser với bước sóng 1064 nhưng với chế độ vi điểm chứ không phải là chế độ thông thường. Do đó là laser Vico vẫn có tác động trong cái cơ chế lão hóa da do ánh nắng. Cái tiếp theo mà tôi muốn đưa ra đó chính là cái nghiên cứu Analysis, nghiên cứu vào năm 2023 phân tích gộp. Thì đối với lại cái kết quả nghiên cứu tôi cũng có đưa ra cái mà bác sĩ Huy vừa bác bỏ, uh, vừa có cái luận điểm phản bác lại là tôi nhấn mạnh về cái bước sóng 1064 bằng chứng về cái hiệu quả và độ an toàn của nó. Và tôi không có và tôi vẫn đưa ra cái bước sóng là 7 năm... là nó vẫn có cái tác dụng phụ trong cái bài báo cáo của tôi tôi có đưa ra. Do đó là khi mình sử dụng một cái thiết bị laser dây là mình sẽ sử dụng cái bước sống như thế nào và chế độ gì thì cái đó là vai trò bác sĩ gia liệu của mình lựa chọn mình dựa trên những cái chứng cứ khoa học cũng như là cái cơ chế tác động mình muốn tác động vào cơ chế gì do đó thì à, để mà bác bỏ một cái bước sống trong một cái thiết bị rất nhiều bước sống thì tôi không đồng ý cái chuyện bác bỏ đó thì à, còn về cái về à, theo dõi điều trị rắm má thì thực tế ra là đến hiện tại bây giờ laser bico trong những cái nghiên cứu á, thì cái hiệu quả của nó đánh giá cao nhất là trong vòng 24 tuần là 6 tháng thì đó cũng là một cái hạn chế đối với laser bico nếu mà đưa ra cái bằng chứng mà điều trị lâu dài thì chúng ta biết rằng là trong cái điều trị uh, rắm má thì cái giai đoạn duy trì rất là quan trọng thì cái việc mà 6 tháng hay 12 tháng hay là nhiều năm nó giống như thuốc sinh học phân tử điều trị vẫy nến của mình vậy Tức là bây giờ mình đứng Mình dựa vào những cái đặc tính Ưu điểm của nó thể hiện qua những cái nghiên cứu hiện tại Và bắt đầu mình làm thêm những cái nghiên cứu mới sau này Và Hy vọng là trong tương lai Ở Việt Nam của mình cũng như là Tại Bệnh viện Nhân thành phố Hồ Chí Minh Cũng đang có những dự định để làm những cái Nghiên cứu về laser bico dây Đặc biệt là với chế độ vi điểm Để mà có thể chứng minh Những cái bằng chứng khoa học tại Việt Nam của mình Để mà đưa ra những cái hướng dẫn và cái anh Bico sẽ dần dần xuất hiện trong những cái phát đồ điều trị của mình. Dạ, tôi xin hết. Cũng khá là sắc bén ha. Huy sao rồi? Còn đủ bình tĩnh nữa không đây? ạ? À? Huy có phản bị bị vẫn bình tĩnh? À, dạ, em thấy uh, uh, tiến sĩ tú cũng ghi nhiều lắm mà. Dạ, chắc một hồi tiến sĩ tú sẽ có, có ý kiến à. Dạ, nhưng mà trước khi tiến uh, tiến sĩ tú có ý kiến thì uh, em cũng xin có một số cái uh, cái quan điểm như vậy. Uh, thì một cái máy laser pico dây đó các anh chị nó có rất là nhiều cái chỉ định khác nhau Và cái việc chúng ta dùng thế nào để cho nó mang lại cái hiệu quả Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải học Thì chúng như chúng ta đã thấy rồi á là thứ nhất là về cái việc điều trị đám má Thì chúng ta có một cái lên nghiên cứu như bác sĩ Hiền vừa nói ngay từ đầu Đó là so sánh giữa laser pico và laser whisk ở chế độ niên Thì cả hai khác biệt không có ý nghĩa thống kê là đúng rồi, là các biệt không có ý nghĩa thống kê. Thì cái nghiên cứu đó nó cho chúng ta thấy được một điều là laser pico dây nó có hiệu quả. Nó có hiệu quả. Tuy nhiên cái vấn đề đó là liệu rằng chúng ta có xứng đáng để... thay thế luôn laser pico dây thành... Uh, bằng laser... WeSwitch hay không? Bởi vì xét về mặt chi phí... vân vân, nhiều thứ. Xét về mặt đầu tư, nhiều thứ. Thì liệu có đáng hay không? Thì cái uh, vai trò của laser pico dây nếu chúng ta nói chung chung đám má thì sẽ không nổi bật. Tuy nhiên... Uh, laser PicoJ sẽ có hiệu quả ở những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có những cái vấn đề về tiếp da sạm màu quá thì chỉ vì chúng ta sử dụng laser q thì chắc chắn nó sẽ có cạnh tranh hấp thu về cái mức năng lượng của melanin bình thường ở trong da dẫn đến là phản ứng viêm nó nhiều hơn, tăng nguy cơ hơn. Cho nên đối với những cái tiếp da sạm màu mà thông thường theo kinh nghiệm của tôi thì đây là kinh nghiệm của tôi tức là ở mức ở thấp nhất ở trong cái hèn hồi nãy cái tam giác hồi nãy thì à, đối với khi điều trị đặc biệt ở nam giới đó các anh chị tức là khi mà người ta muốn điều trị nám má nám má ở nam giới có nhưng mà tỷ lệ nó ít hơn thì tôi vẫn ứng dụng điều trị laser bico dây bởi vì một phần à, chúng ta thấy rằng nam giới thì tiếp da của họ thông thường sẽ phải sậm màu hơn và thông thường họ sẽ phải à, đi nắng nhiều hơn và cũng không có, có những cái thói quen mà chăm sóc da mặc dù khi mà chúng ta bước vô điều trị nám má thì những cái thứ cơ bản như thuốc bôi Uh, thuốc uống kèm chống nắng v.v là uh, đã được sử dụng hết rồi. thì khi chúng ta đối ứng dụng cho những đối tượng đó thì cái phản ứng tăng sắc tố sau viêm nó sẽ theo lý thuyết thì nó sẽ thấp hơn, cái phản ứng rebound của nám má theo lý thuyết cũng sẽ thấp hơn. thì trên những đối tượng như vậy chúng ta có thể ứng dụng trong cái điều trị uh, nám má với phương pháp là laser bico dây. Uh, còn về cái tranh luận thứ uh, tư thứ thứ ba của bác sĩ Hiền về cái nghiên cứu ACT mà cuối cùng mà bác sĩ Huy đưa thì đồng ý rằng hiện tại bây giờ là về cái mức độ cỡ mẫu nó còn nhỏ thì tất nhiên cái gì phải có nhỏ thì mới có lớn. Tức là sau một thời gian nữa thì những cái nghiên cứu uh, nó được làm nhiều hơn. Và hy vọng là tại Bệnh viện Lê Hồ Chí Minh cũng sẽ có một cái nghiên cứu về vai trò của laser pico dây. Uh, đặc biệt là cái đầu của resort tức là cái đầu fractional. Bởi vì chúng tôi kỳ vọng rằng uh, cái chế độ fractional như vậy nó sẽ tác động lên được nhiều yếu tố hơn hơn là chúng ta chỉ tác động vào cái sắc tố mà chúng ta còn tác động đến vấn đề về trẻ hóa da vấn đề về lỗ chân lông vấn đề về sẹo vân vân nó nhiều tác động nhiều cái cơ chế khác nhau thì và, hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái dữ liệu nghiên cứu hơn dạ thì đó là cái phần trình bày của em ạ à. bác sĩ hiền vẫn còn ghi ghi có nghĩa là bác, bác, sĩ huy thì vẫn, vẫn tức là không phủ nhận tức là vẫn cho rằng bico dây là có hiệu quả trong điều trị nám má tuy nhiên nếu bệnh nhân nám má mà đến với bác sĩ huy thì bác sĩ huy vẫn giải thích và tư vấn để không có chọn Pico dây là cái first choice cái lựa chọn đầu tiên so với cái hàng quét và có vẻ như bác sĩ huy đang thiên và sẽ chọn quy laser quét để điều trị bệnh nhân nám má vì những cái lý do a b c d bác sĩ huy đã trình bày bác sĩ huy em ghi nhiều quá em nói nữa không này là em chỉ nói bổ sung thôi tại vì thực sự ra để mà tranh luận thì cốt yếu vẫn là mình quay về cái cơ chế điều trị rám má nó không phải chỉ có một cái một cái nguyên nhân duy nhất thì ở đây là mình chọn cái phương pháp gì mình chọn nấu ăn mình chọn nguyên liệu như thế nào một món hai món hay ba món thì chính là bác sĩ của chúng ta đứng ra để mà chúng ta làm người đầu bếp thì đối với cái lợi điểm của laser bico trong bài báo cáo của tôi và bác sĩ huy không phải là đều là cầm bát với nhau mà nó có cái điểm chung nữa nếu như các anh chị mình để ý thứ nhất là về vấn đề là chỉ định điều trị thì bi cô dây của mình nó sẽ đánh mạnh về cái bước sống 1064 nghĩa là nó điều trị được cái rám má ở lớp bì hoặc là hỗn hợp nghĩa là khi mà rám má sâu khi các anh chị đã đánh giá cái ca đó rám má sâu nghĩa là đối với những cái thuốc bôi thông thường thì chắc chắn nó sẽ không hiệu quả hoặc là các anh chị chỉ tái tạo da bằng hóa chất ở nông thôi thì như vậy cái vai trò của laser bico nó vẫn có vai trò khi mà bệnh nhân bước đến với mình mà mình chẩn đoán ca đó hỗn hợp hoặc là lớp bì cái thứ hai là về cái lợi điểm về cái um, độ rộng sung của nó. Thì giống như bác sĩ Huy vừa chia sẻ, những cái người mà người ta đi nắng nhiều hoặc là cái tiếp da người ta từ 4 trở đi, thì 1064 nó sẽ ít hấp thu bởi melanin ở thượng bì. Do đó là chúng ta có thể lựa chọn nó trên những cái đối tượng hơi sẫm màu. Tất nhiên không thể nào mà năm 6 mà chúng ta điều trị được. Cỡ khoảng 4 thôi là chúng ta đã có thể điều trị 4 trở về trước. Đó là do vì sao mà, cái chỉ định của nó mạnh là về tiếp da ở người châu Á hoặc là châu Âu châu Mỹ của mình và cái uh, cuối cùng là về cái nếu như chúng ta có VS rồi vậy chúng ta có mua bico hay không thì câu hỏi đó nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của các anh chị bác sĩ và cả địch bệnh nhân của mình nữa. Tại vì khi mình thấm một cái thiết bị mình phải coi rằng cái nhu cầu của nó có nhiều hay không và hiệu quả thực sự của nó trên cái vấn đề bệnh lý mình nó có khác biệt quá nhiều hay không. Thực tại là đúng là theo kinh nghiệm của tôi và bác sĩ Huy tìm tài liệu á, thì hầu như là chắc chỉ có một cái nghiên cứu đó thôi là về cái so sánh giữa QS và Bico trong cái điều trị rắm má mà người ta ra cái số liệu cũng chưa được có ý nghĩa thống kê lắm. Thì do đó là dẫn đến cái việc là chúng ta lựa cái laser Bico mua thêm á nha. Còn nếu mà ai chưa mua á, thì cái việc mà chọn một trong hai thì chắc là dễ hơn. Nhưng mà nếu mà đã mua QS rồi mà muốn chọn thêm thiết bị Pico thì các anh chị phải xét thêm những cái yếu tố khác. Ví dụ như là như tôi nói nó ra đời là nhờ xóa xăm chẳng hạn và cái thứ hai là bệnh nhân nhu cầu trẻ hóa da hoặc là điều trị sẹo rỗ. Tại vì chúng ta có cái đầu resolve rất là có giá trị. Nên do đó là uh, thực ra thì uh, cái việc mà tôi đưa ra luận điểm và bác sĩ Huy đưa ra luận điểm cũng chỉ là mình giải một cái bài toán cho bệnh nhân. Nên cái hình ảnh cuối cùng tôi đưa ra nghĩa là mình sẽ cùng với bệnh nhân thảo luận Họ phải nói những vấn đề của họ đi nắng nhiều hay là không có thời gian bôi kem hay như vậy đó Để mà mình đưa ra một cái phương án điều trị thì laser Pico nó vẫn có giá trị trong cái điều trị rám má Dạ à, xin hết Nói nữa là hồi siêu ạ à. Có nghĩa là về mặt bác sĩ Hiền á là Pico dây có hiệu quả trong điều trị nám má và nếu bệnh nhân nám má đến bác sĩ Hiền tư vấn là em chọn Pico dây đúng không? Nói nữa hỏi em siêu đó. Thì bây giờ <laughs> có có vẻ em chiều hướng là đó bắt đầu đó. Thì bây giờ xin mời quý đồng nghiệp mình cùng trao đổi ai nếu bệnh nhân nám má mình chọn bico dây à, và ai sẽ là không chọn bico dây để điều trị bệnh nhân nám má ạ à? À, xin mời quý đồng nghiệp một quý đồng nghiệp là không phải là bệnh không phải bệnh viện da liễu đi thì quý đồng nghiệp chúng ta có mình cứ mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình thôi à, xin mời quý đồng nghiệp chúng ta chia sẻ ạ à. À, có bạn nào muốn có quý đồng nghiệp nào mình muốn chia sẻ không ạ à? vậy là mình chọn cái gì cái bệnh nhân mình mình sẽ chọn bico dây hay là mình chọn không chọn bico dây để điều trị nám má dạ em nghĩ câu hỏi đó chắc cũng khó trả lời ngày à. hôm nay bởi vì mình cũng cần thêm thời gian đó chị ạ vậy là dạ. mình có và ai đứng về cái quan điểm từ bác sĩ huy ngay từ đầu đã khéo rồi không có hiệu quả mới trong điều trị bico dây có nghĩa là nó có hiệu quả tức là chứ không phải là không có hiệu quả bây giờ mình nghe quan điểm của bên mình một bác sĩ bệnh viện gia liễu ha cũng đã từng làm thẩm mỹ bác sĩ tàu em có chia sẻ gì không em đứng về phía nào bác sĩ hiền hay bác sĩ huy bác sĩ tòng là muốn nói lắm rồi nhấp nhở, nãy giờ nhìn huy cười cười nhìn nhìn bác sĩ hiền là cũng cười cười rồi không ai mời nói Dạ, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Thúy. Thì thật sự mà nói thì lúc đầu thì à, à, em cũng như bác sĩ thúy là nghĩ là huy sẽ chọn cái hướng là bị cô dây không có hiệu quả nhưng mà hình như nói hồi thì hai hai chị em có cùng một cái quan điểm chung là đều có hiệu quả còn cái hiệu quả của nó trong cái điều trị nám má thì từ từ trước tới giờ mình cũng biết là không phải là không phải là first line rồi nó luôn luôn là một cái phương pháp phối hợp thêm với những cái phương pháp điều trị khác thì cái đó thì mọi người đều có một cái quan điểm như vậy mình cũng không có tranh luận về cái phần đó thêm còn thực sự mà nói thì em cũng có cũng có công tác tại khoa thẩm mỹ da À, một vài buổi trong tuần thì uh, cái lựa chọn giữa hai cái laser đó thì uh, thực sự là cái bico dây ấy, thì mình biết đó, về mặt uh, gọi là về mặt chứng cứ y khoa thì nó không phải là cái hiệu quả nổi trội nhưng mà nó có một cái hiệu quả là cái hiệu quả tâm lý cho bệnh nhân là bệnh nhân khi mà họ muốn được điều trị ở bệnh viện tuyến cuối thì họ cũng muốn được một cái loại laser là mới nhất và do đó thì họ hay yêu cầu cái laser bico và thường thì mà bệnh nhân đã yêu cầu laser bico rồi thì em cũng sẽ nói chung là mình điều trị là một phần đó là mình cũng gọi là điều trị cái mặt tâm lý nữa thì mình biết là hiệu quả nó tương đương đó nhưng mà cái hiệu quả tâm lý thì nó cũng là một cái để mình giúp bệnh nhân có cái động lực để họ điều trị tiếp thì nên em cũng thường là cũng sử dụng laser bico hơn là laser QS ạ à xin cảm ơn bác sĩ tòng và người hôm nay là lãnh đạo của hai bác sĩ hai chuyển giả ở đây và người cũng là viết rất là nhiều nhất và chăm chú theo dõi hai nhân viên của mình nhiều nhất là bác sĩ tú xin mời bác sĩ tú mình chia sẻ mình như thế nào quan điểm của mình như thế nào ạ dạ em cảm ơn bác sĩ thúy và thực sự là đây là hai cái đề tài em phân công cho hai bác sĩ của khoa thẩm mỹ gia và em ngồi đây nghe thì em cũng rất là tự hào khi mà hai bạn với những cái lập luận rất là chắc và sau đó thì đều rút về một vấn đề đó là laser pico thì vẫn có cái vai trò điều trị tuy nhiên thì mình phải chọn lựa như thế nào thì uh, riêng cá nhân em thì uh, em nghiêng về bác sĩ hiền nhiều hơn uh, một chút thì uh, em sẽ nói về cái luận điểm về cái nghiên cứu bác sĩ huy đưa ra trước uh, đó là cái bác sĩ huy đưa ra một cái nghiên cứu trong đám má đó là uh, bệnh nhân điều trị laser tonin bằng bico và laser tonin bằng laser wickwit như vậy thì rõ ràng là trong một cái thời gian rất là ngắn, tức là có hai làm hai mỗi hai tuần và làm năm lần. Có nghĩa là mình chỉ đánh giá mới có 10 tuần thôi. Thì 10 tuần như vậy thì chắc chắn là cái sự cải thiện về đa má chung nó cũng chưa có thấy rõ. Và thứ hai nữa là đây là một cái kỹ thuật toning. Còn nếu mà bình thường thực tế thì mình hay dùng là 4 tuần mình làm một lần hơn thì mình chưa có một cái so sánh. Trong khi trước đó thì mình đã có một cái nghiên cứu là về Laser Pico uh, Alexandrite 755 Naromet thì hiệu quả hơn là laser ENJAC 1064. À, chính vì vậy thì đây cũng là một cái điều mà mình cũng mình cũng uh, cân nhắc thêm. À, về một cái vấn đề mà lúc nãy em rất là đồng ý, đó là về cái đầu uh, result. Thì thật sự là khoa tầm mỹ da cũng đang tiến hành một cái nghiên cứu như vậy. Và cái đầu đó thì nó sẽ tiếp cận được nhiều cái vấn đề, nhiều cái khía cạnh trong cái việc điều trị rám má. Mà uh, laser quý thì nó không có cái ưu thế được, nó không có được cái, cái vấn đề như vậy. Và một cái thông tin nữa là bác sĩ Huy có chia, chia sẻ đó là Uh, Lesbico hiện nay thì uh, chưa được FDA Approve uh, cho việc địa chỉ đám Má. Nhưng mà thật sự thì trong thẩm mỹ á, mình không có một cái phương pháp nào, một cái công nghệ nào được FDA Approve cả. Ví dụ như ngay cả Intera ngay cả Thermage thì là FDA Clear thôi. Chứ mình không có Approve. Cho nên là laser thì cũng sẽ là tương tự như vậy thôi. Và một cái điều mà em rất thấy đánh giá rất là hay là cái câu trả lời của bác sĩ Tòng Và đó là lý do chính mà em ủng hộ cái quan điểm của bác sĩ Hiền. À, đó là khi mà bệnh nhân đến với bệnh viện gia liễu thì hầu như là bệnh nhân đã đi rất là nhiều nơi rồi. Và bệnh nhân mới đến với bệnh viện thì bệnh nhân mong muốn có một cái điều trị mới mẻ hơn. À, và bên cạnh đó thì bệnh nhân bây giờ người ta tìm hiểu thông tin cũng rất là nhiều. Vừa vô là người ta đề nghị là tôi muốn làm laser pico. À, do đó thì các anh chị cũng nên nếu mà được cái điều kiện thì cũng nên đầu tư một cái thiết bị laser Pico để mà đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng à, Tuy nhiên thì không phải như bác sĩ Hiền nói là chọn được cái nào cũng được Tại vì hai cái này lệch nhau tới hai ba tỷ lận <laughs> Cho nên là cái việc mà chúng ta đầu tư thì cũng cân nhắc rất là nhiều à, Và đứng về góc độ quản lý thì em hướng về cái việc là nên sử dụng laser Pico hơn ạ à. Dạ yeah xin cảm ơn bác sĩ tú và bây giờ là cũng là 6 giờ rưỡi cũng đã trễ rồi và viên bên kia viên đồng thời một cũng đã nghỉ rồi và cho chúng ta xin phép kết thúc lại đây thì à, tôi xin được phép tóm lại nếu mà về quan điểm cá nhân của tôi á thì tôi lại đứng về cô áo đỏ tức là tôi vẫn chọn nếu mà vẫn chọn bico dây trong điều trị nám má bởi vì uh, trong cái thời đại mà một nhiều ý tố như các bác đã trao trao đổi đây bác Hiền và bác Tú thì uh, những cái gì mà công, trong cái thời đại hiện đại công nghệ 4.0 càng ngày nó càng phát triển thì cái tùy bệnh nhân có nhu cầu, bệnh nhân cần tư vấn và bệnh nhân có sự hiểu biết bệnh rất là nhiều thì tôi mà nó đem lại hiệu quả và bệnh nhân là cũng đã đi nhiều nơi khắp nơi rồi đến bệnh viện gia liễu là tuyến cuối rồi cho nên là tôi vẫn sẽ ưu tiên chọn lựa bico dây Uh, Bico dây để điều trị nám má cho người bệnh đó là quan điểm của cá nhân tôi và tóm lại thì Bico dây rõ ràng là có hiệu quả trong điều trị nám má cả, cả hai diễn giả đều nói uh, diễn giả phản biện cũng không có phủ nhận mà phải nói là hiệu quả mấy việc là chúng ta đem lại cái hiệu quả đó như thế nào cho người bệnh sẽ tùy thuộc vào chúng ta chọn lựa bệnh nhân chúng ta tư vấn với bệnh nhân chọn lựa đối tượng để và những cái phương pháp điều trị hỗ trợ khác nữa giúp cho cái công cuộc điều trị nám má nó càng ngày càng hiệu quả hơn như mà mong muốn như năm cái bệnh cảnh lâm sàng mà tôi chia sẻ là bệnh nhân muốn được điều trị dứt điểm nhưng mà không thể làm được điều đó nhưng chúng ta ít nhất có thể là điều được, được nhiều nhất có thể được cho người bệnh và xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã nán lại tới giờ phút này quên cái giải thưởng ngoài kia để mở lại cùng nghe tranh luận tới phiên cuối cùng thì xin cảm ơn quý đồng nghiệp và chúc quý đồng nghiệp cùng gia đình một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc và ấm áp ạ à. xin cảm ơn ạ à.